Trong thời đại loạn lạc thời xưa tại Mẽo, việc các đường dây buôn ma túy luôn được diễn ra thường xuyên, cảnh sát cũng phải huy động đông đảo lực lượng truy bắt tội phạm. Không lâu sau đầu sỏ Băng Z đã bị bắt, mấy anh lớn cũng theo đó mà bị bế theo bầu bạn, vì vậy Băng Z chỉ còn lại mấy cậu nhóc loi choi mới lớn. Biết được điều này nên bên cung cấp hàng liền ra cái giá cắt cổ, thấy vô lý đứa máu mặt nhất Băng là James đã quyết định thương lượng, nhưng cái gọi là thương lượng hóa ra là tiễn chúng về với cát bụi. Hành động chỉ diễn ra thoáng chốc trong một đêm, James và Mập đã kéo nhau phóng xe tới căn cứ đối phương, nhân lúc chúng vào kiểm hàng hai anh em liền khóa trái cửa, rồi thẳng tay thiêu rụi toàn bộ số ma túy trong đó. Vài tên may mắn chui được ra ngoài cũng phải chịu chung số phận, đây là cái kết cho những kẻ tăng giá quá đáng. Sau vụ này, James đã có chút uy tín trong giới giang hồ, nên cậu đã mạnh dạn ra giá phân phối độc quyền cho nhà cung cấp khác. Ông chủ nghe thấy có vẻ ngon ăn nên liền đồng ý hợp tác làm ăn. Mặc dù thù lao trả cho Băng Z có vẻ cao, nhưng lợi nhuận thu về là lớn hơn gấp bội. Vào thời điểm này, nam chính ở châu Phi cũng đang vật lộn với rạp cầm đồ sống qua ngày. Bởi muốn thoát nghèo nên anh cùng người bạn liền vác xe đi ship, cứ tưởng đi tới ngân hàng, ai ngờ ông bạn lại dẫn nam chính tới tiệm tạp hóa, thậm chí còn xuống tay với con trai của chủ tiệm. Mặc dù nghèo nhưng anh không cho phép giết người vô tội, nên thấy vậy nam chính không làm chủ được mà ra tay, nhận ra bản thân mới giết đàn em thân cận của ông trùm. Anh lập tức muốn tẩu thoát ra nước ngoài, nhưng trong lúc soạn đồ mới nhớ em trai không có visa vì cậu em đã di cư bất hợp pháp qua nơi này. Hết cách, nam chính bèn tìm tới ông trùm để xin lỗi, rồi đưa ra thương vụ hợp tác lớn để bù đắp cho lỗi lầm này. Mặc dù bực tức nhưng cứ có tiền thì việc gì cũng trở nên dễ dàng. Tuy nhiên cách làm của ông rất tàn bạo, đó là đút tiền cho cảnh sát bắt anh em nam chính lên đồi, sau đó cử đầu rơm tới dí hàng bắn cảnh cáo. Nếu nam chính không tuân thủ đúng giao ước thì hắn sẽ ra tay với em trai, vì không chịu được áp lực nên em trai liền ngất lịm đi, thế là anh bèn phải vác đứa em từ đồi quốc bộ về nhà. Không chậm trễ, nam chính cũng bay qua Mẽo để làm buôn hàng cho ông trùm, lý do anh tự tin như thế vì nơi này từng là địa bàn của mình. Vừa về, nam chính lập tức tới thăm người mẹ già đầy bệnh tật, cũng may là có cô em hàng xóm thường xuyên chăm sóc, nếu không bà cũng được đi gặp tổ tiên từ lâu rồi. Nhưng không nói chuyện được lâu, nam chính lại phải đi tìm đồng bọn năm xưa, một trong số đó là Suli đang chật vật sống sót ở trong tù. Chỉ còn một tuần nữa là mãn hạn nên anh đang tính đáp trả đối thủ một vố, chỉ thấy anh trốn một góc đun nước nóng, sau đó trực chờ đối thủ đi vào liền hất thẳng vào mặt. Sau đó lập tức trở về buồng của mình như chưa hề có chuyện gì xảy ra, mặc dù sau đó Suli bị quản ngục đưa đi tra hỏi. Nhưng vốn dĩ nơi này tù nhân thường xuyên bị áp bức nên không lắp camera, cũng vì thế mà họ không đủ bằng chứng kết tội Suli nên anh vẫn được tại ngoại đúng hạn. Đờ Dít thì may mắn hơn, tránh được tai mắt của cảnh sát nên hiện tại đang tạm thời quản lý khu chợ cũ nát ở ngoại ô, vừa dẫn nam chính tới thăm địa bàn năm xưa thì liền bị đám nhóc tỏ ra khinh thường vì khi xưa tự mình bỏ trốn để Suli gánh hết tội vào tù, không ai biết anh làm thế là để nuôi sống được em trai. Nếu bản thân vào tù thì cậu em trai không ai chăm sóc. Cùng lúc này, James đang đi tìm mối tuồn hàng ra với giá trên trời. Mới nghe thấy mức giá vô lý, đối phương liền tức giận quát mắng, nhưng nhận ra hiện nay James là nguồn cung duy nhất nên chúng đành phải ngậm ngùi đồng ý rồi lui về. Xong việc, James liền tới họp phụ huynh cho em út. Ở đây giáo viên nào cũng khen cậu nhóc học hành rất tốt, tuy chỉ có một môn thể dục bị điểm kém. Không lạ gì khi ông thầy đang miệt thị người da đen, biết vậy nên James liền giở thói con đồ ra dọa cho đối phương sợ té đái. Rời khỏi trường, ba anh em ruột bèn tới ghế đá công viên tâm sự. Nơi này là nơi mà bố mẹ thường tổ chức sinh nhật cho ba đứa, có vẻ James rất thương đám nhóc nên đã cho mỗi đứa ít tiền tiêu xài tán gái. Đêm đến, James cùng anh em oánh con Audi chở gái đi chơi, không ngờ đám người lúc chiều thấy giá cắt cổ nên đã tới xả đạn cảnh cáo, vì thế mà con ghệ mới quen của James cũng theo đời. Không chịu để ai ăn mình, Băng Z liền tới đáp trả vào sáng hôm sau, bởi bị oánh bất ngờ nên đối phương không thể trở tay kịp. Đang sung sức thì đột nhiên cảnh sát hú còi lao tới, thấy vậy cả đám không chần chừ lên xe tẩu thoát, tuy nhiên một trong số đó đã bị thương nặng. Thấy thế, James hốt hoảng lập tức đưa anh bạn vào cấp cứu, nhưng tại đây đối thủ lại cử người tới giao tranh tiếp nên khung cảnh bệnh viện đã trở nên hỗn loạn. Cùng lúc này, biết tin Suli mới ra tù nên nam chính bèn tới hợp tác làm ăn, nhưng đối phương cũng đang không ấn tượng tốt với anh bởi vụ anh bỏ băng đảng trốn qua châu Phi sinh sống tới giờ. Kết quả không cần đoán cũng biết là thất bại hoàn toàn. Thấy kế hoạch không khả thi, nam chính gọi về động viên em trai yên tâm, bản thân sẽ cố gắng buôn được hàng để giữ tính mạng cho cậu. Bí bách quá, anh bèn trở về định trộm sổ tiết kiệm của mẹ để cọc hàng, nhưng sau một lúc đắn đo anh lại từ bỏ ý định hèn hạ đó. Cô hàng xóm cũng thấy được hành động này nhưng không lật tẩy. Biết nam chính đang gặp khó khăn mới nghĩ quẩn như vậy, cô không hỏi thêm gì mà động viên anh hãy cố gắng hơn, dù thế nhưng nam chính vẫn rất cần tiền để cọc hàng. Nên đã nảy ra suy nghĩ táo bạo đi trộm tiền nhà giàu, từ đàn em trong băng anh đã nhận diện được con mồi của mình, nhưng chưa kịp lục lọi được gì đáng giá thì chủ nhà lại quay về. Biết đang gặp nguy hiểm nên anh liền tẩu thoát ra ngoài, vừa định trách móc Đờ Dít tại sao không trông chừng cẩn thận thì phát hiện ra cậu bạn đang lên cơn phia thuốc sùi cả bọt mép. Hôm sau tỉnh lại, Đờ Dít liền bào chữa bản thân chỉ quên uống thuốc tây chứ không có phê pha gì cả nên không cần lo lắng. Sau đó cậu đề xuất đi cướp của một tên giang hồ khá giàu khác, nghe vậy nam chính lập tức từ chối vì quá mạo hiểm. Anh còn phải nuôi mẹ và đứa em trai, hết cách anh bèn mặt dày tới hỏi vay anh trai mà mình ghét bỏ, không lạ gì khi đối phương chả mấy quan tâm tới đứa em giang hồ kia.
Lý do thì ai cũng biết, vì anh đã phạm pháp khiến mẹ thất vọng, thấy không nói được gì nữa, nam chính lại đành phải trở về tay trắng. Bên này băng Z đang tậu đồ nghề trả đũa băng đối phương, chỉ đợi chúng tách lẻ đi vào con hẻm thì liền bị James tóm gọn. Đàn em thấy thế cũng đứng đần ra đó, chẳng dám manh động, tóm được đầu sỏ băng đối phương, băng Z liền oánh túi bụi để trả thù cho đồng bọn bị đâm hôm trước. Khi đàn em của hắn bắt đầu kéo tới thì chỉ nhận được cái xét rơi từ trên xuống, vào lúc bấy giờ chúng mới hiểu ai là trùm thật sự của khu này. Cùng đêm này, Sully ra tù liền về thăm cậu em trai, lâu ngày không gặp nên hai anh em tâm sự rất vui vẻ. Nhưng chuyện vui thường không kéo dài được lâu, đến nửa đêm ngôi nhà đã bị người da trắng thiêu rụi một cách vô tình. Không chờ cho đám lửa lan tới, Sully lập tức làm liều nhảy từ lầu xuống. Tuy nhiên cậu em trai thì không may mắn như thế, cánh cửa sổ đã rỉ sắt nên rất khó để đẩy ra. Thấy thế Sully không ngần ngại lao vào cứu em trai, nhưng rồi cũng phải bất lực trước ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Đến cuối anh chỉ biết đau lòng nhìn theo tiếng em trai dần vụt tắt, giờ đây người thân duy nhất cũng đã không còn, nên Sully không còn vướng bận điều gì nữa. Chỉ thấy anh bất cần đời giao hết số tiền làm vốn cho nam chính, nhưng cách cho tiền như này cũng hơi nguy hiểm rồi, vừa gặp nhau Sully đã đem hàng nóng ra đánh đòn phủ đầu. Ép đối phương chia cho mình 100% lợi nhuận đợt hàng đầu tiên, biết chuyện của Sully nên nam chính cũng đành đồng ý để tạo lòng tin cho nhau. Thế là sáng hôm sau hai người đã tới điểm hẹn đặt cọc lấy hàng, phi vụ thành công hơn mong đợi khiến họ quay về thời Hoàng Kim. Từ khi có hàng, băng S bắt đầu mở rộng địa bàn tuần hàng, vì thủ thuật rất tinh vi nên cảnh sát đi tuần cũng không thể phát hiện được. Phi vụ đem lại lợi nhuận cực khủng khiến ai nấy đều khoái chí làm ăn, không còn bị áp lực tài chính, nam chính cũng trở nên thoải mái hơn, anh liền mua nhẫn kim cương tới cầu hôn với cô em hàng xóm. Nhưng vì quá đường đột nên cô chưa nhận lời đồng ý ngay, mà hẹn anh hôm khác thích hợp hơn sẽ xem xét. Ngược lại với bạn mình, Sully vẫn đang chìm trong nỗi đau mất em trai. Mặc dù anh em đã động viên hết mực nhưng chẳng thay đổi được gì. Không lâu sau, chuyện buôn hàng của hai băng lớn đã tới tai nhau, biết rằng băng Z đã trừ khử nguồn cung trước đó, nên nam chính định lên đường tới chấn chỉnh lại. Tuy nhiên mẹ anh đột nhiên phát bệnh phải cấp cứu, nên anh đành phải tới chăm sóc cho bà trước. Cùng lúc này, đám nhóc băng Z cũng đang lên kế hoạch cướp địa bàn, nhưng việc này đã bị tai mắt của băng A theo dõi trông thấy, biết tin họ đã thông báo ngay cho nam chính. Tuy nhiên mẹ anh đang bệnh nặng nên anh cũng rất đắn đo, không còn cách nào, anh liền gửi lời nhắn đến cho Sully tiếp quản chuyện này, mà không biết rằng Sully đang tự cách ly với thế giới bên ngoài. Sau quá trình dài buôn hàng, James đã nộp đủ lợi nhuận cho nhà cung cấp, tóc vàng nhận thấy đối phương có chút năng lực nên đã tỏ ra hứng thú. Phê pha sau một đêm nồng cháy, họ lại ai về nhà nấy, để không ai phát hiện quan hệ giữa hai người, nên tóc vàng đã để James về bằng cổng sau. Còn mình sẽ quang minh chính đại đi ra từ cổng chính, nhưng vừa ra ngoài cô liền bị băng A bắt lại làm tin, lợi dụng cô để James tự mang thân mình tới chia địa bàn một cách sòng phẳng. Như vậy thì ai cũng đều có lợi mà không có chút thương tích nào cả. Tuy nhiên James đang tuổi mới lớn nên đã rất nông nổi, không những không chia chút địa bàn nào, mà còn đòi đối phương làm cu li cho mình, nếu không thì chắc chắn hai bên sẽ có chiến tranh. Thấy cậu nhóc suy nghĩ chưa chín chắn, nam chính cũng không muốn chấp làm gì nên không hề gây khó dễ mà thả tóc vàng ra, sau đó ra về đợi đối phương hồi tâm chuyển ý. Cùng đêm đó, Sully không thể chịu được uất ức vì mất em nên đã tự mình dò hỏi và tìm ra hung thủ thiêu nhà em trai, không ngần ngại anh liền oánh cho đối phương say sẩm mặt mày. Sau khi một đòn kết liễu luôn người da trắng kia, Sully đã có suy nghĩ tự gieo mình xuống biển để kết thúc cuộc đời, nhưng cuối cùng anh vẫn không đủ can đảm làm việc đó. Bên này, sau một thời gian suy nghĩ thì James vẫn giữ nguyên quyết định khai chiến. Chờ đêm đến, băng Z đã úp sọt một số thành viên băng A để cảnh cáo, người thì bị đâm nhiều nhát, người thì bị tạt axit. Vừa nghe anh em mình bị chơi hội đồng, Sully liền trở về bàn kế sách với nam chính. Cái khó lúc này là băng A mới hoạt động lại nên đang thiếu thành viên, thấy thế nam chính bèn chi tiền cho đàn em đi tuyển thêm vài đứa. Sau vụ này, băng Z đang vui sướng ăn mừng vì đã cho đối thủ một bài học. Tuy nhiên tóc vàng khi biết băng Z gây náo loạn liền trách móc James, bởi cô không muốn rơi vào nguy hiểm lần nữa. Tuy vậy James vẫn cứng đầu bảo mình tự lo được mọi chuyện, cậu không biết rằng trong đàn em của mình cũng có một tay trong. Hắn chỉ nghe lệnh của anh trai mình hiện đang là đại ca trong tù, nhờ thông tin bên ngoài mà mặt thẹo biết được Sully đang tung hoành ngoài kia. Chính đối phương là kẻ hất nước nóng vào mắt hắn, nên hắn đã ra lệnh cho đàn em bên ngoài đi xử lý Sully. Nguy hiểm ập đến bất ngờ khiến anh không kịp trở tay, vốn dĩ sáng nay tới thăm mộ em trai nhưng lại suýt bỏ mạng. May mắn trình độ hung thủ chỉ bằng mấy đứa nhóc lo choi, nên Sully chẳng thể dính nổi một viên đạn nào mặc dù đã nã hết băng đạn. Thấy phi vụ thất bại, hai đứa nhóc lại quay qua đổ lỗi cho nhau. Biết tin có người trong băng hành động tùy tiện mà không báo cáo, James tức giận triệu tập hai người lên giảng một tràng đạo lý. Nếu thành công giết Sully thì không sao, chứ đằng này để sổng ra thì rất có thể băng Z sẽ bị liên lụy. Quả nhiên lời tiên đoán của James đã hiệu nghiệm, vừa thoát chết Sully đã tức giận tìm tới nam chính lên kế hoạch. Tuy nhiên giờ anh đang gặp vấn đề với nguồn vốn lấy hàng sắp tới, vì chi hết số tiền cho mẹ già chữa bệnh nan y nên nam chính giờ chẳng còn xu nào cọc hàng đúng hạn. Nếu làm mất lòng ông trùm châu Phi thì em trai anh sẽ gặp nguy hiểm. Thấy nam chính đang rơi vào tình cảnh hiểm nghèo nên Sully cũng không nhiều lời tự thân vận động. Tuy nhiên sau một thời gian suy nghĩ, nam chính đã quay lại nhập hội. Lúc này họ đã chuẩn bị được khá nhiều hàng nóng đủ dùng cho 10 người. Nhưng vào giây phút chuẩn bị lên đường thì nam chính lại nhận được tin dữ, vì không thích chờ đợi nên ông trùm châu Phi đã thẳng tay tiễn cậu em trai lên đường.
thậm chí chúng còn gọi video tới để tra tấn tinh thần anh, và thế là cuộc chiến vốn dĩ sắp bắt đầu đành phải hoãn lại trong vài ngày. Việc hoãn này cũng vô tình tạo cho băng Z có thêm thời gian chuẩn bị đối sách, biết cuộc chiến này có khả năng phải bỏ mạng. Nên trước khi lên đường, James đã dặn dò cậu 200 cậu út cho tốt, đồng thời lắp camera an ninh xung quanh tòa nhà để giữ an toàn. Vừa hay hành động này đã bị đàn em băng A phát hiện. Mặc dù nam chính đã biết tin đối phương chuẩn bị khai chiến, nhưng giờ anh đang phải đối mặt với nỗi đau mất em trai và những lời nói tràn ngập sự thất vọng từ mẹ. Bấy lâu nay bà phải sống khổ sở trong cảnh bị mọi người chửi rủa, tất cả là tại tội buôn ma túy mà nam chính gây ra trong quá khứ, nhưng giờ đây anh vẫn không dừng mà lại hoạt động mạnh hơn. Đêm đấy hai cậu nhóc tiểu học bị cám dỗ đồng tiền mà làm thuê cho băng A, trùng hợp một trong hai đứa là em trai của James. Vì còn nhỏ con nên hai đứa đã bị nhóm đầu gấu gây khó dễ đưa lên xe, may thay khi tới nơi chúng chỉ giao ai với lũ nhóc một chút rồi đưa đủ tiền sau khi kiểm tra hàng đúng chất lượng. Tuy nhiên vận xui lại tiếp tục kéo đến trong lúc đem tiền về, vì không cẩn thận nên lũ nhóc lại bị tên nào đó cướp mất ba lô, không lạ gì khi vừa về chúng đã bị chửi cho một trận ra trò. Thậm chí còn bị dí hàng vào ngay cổ dọa tiễn đi gặp ông bà, nhưng khi đuổi chúng đi thì nam chính bất ngờ xuất hiện, hóa ra đây là màn kịch của họ. Nhằm ép hai đứa nhóc vào thế phải lập công chuộc tội, lúc này băng Z đang dạy dỗ đàn em bởi dám hành động tùy tiện, mặc dù đây là lệnh của đại ca trong tù nhưng giờ James là thủ lĩnh. Nên nếu làm trái ý thì sẽ bị xử lý không khoan nhượng. Ban đầu đám nhóc chỉ định bắn vào chân cảnh cáo, ai ngờ vì lần đầu dùng con hàng nên đã lỡ tay tiễn luôn đối phương về trời. Cùng lúc này James vẫn đang theo dõi hành tung của Sully, đợi lúc anh lơ là liền thẳng tay trừ khử thành viên băng A. Khi nhận ra vấn đề thì anh chỉ còn thấy thi thể đồng bọn nằm lạnh ngắt trên sàn, chuyện xui chưa kịp hết thì chuyện khác lại tới, nam chính đang bị nhóm châu Phi ép đưa tiền vốn lấy hàng đúng hạn. Nếu không thì người tiếp theo chết sẽ là người mẹ già đang ở trong viện, thấy người thân bị đem ra đe dọa nên anh không dám từ chối, vì quá trầm cảm nên anh chỉ bèn tìm tới Sully. Hiện giờ hai người bạn thân đều có nỗi sầu mất người thân nên rất hòa hợp trong khoản ngồi tâm sự chuyện xưa với nhau, cảm thấy chưa đủ nên nam chính lại tiếp tục tìm tới bạn gái giải sầu. Trải qua một đêm mây mưa với nhau, tinh thần anh đã trở nên ổn định. Tuy nhiên bởi anh em cứ dần dần chết dưới tay đám nhóc băng Z, nên băng A luôn sống trong lo sợ, nếu không sớm hành động thì cả băng có khi phải tan rã. Nỗi lo này chưa xong thì nỗi lo khác lại bắt đầu xuất hiện. Trên đường áp giải phạm nhân mặt thẹo đã được đàn em cứu. Chúng hành động nhanh đến mức không để cho cảnh sát kịp trở tay. Tin tức nóng hổi này cuối cùng cũng đến tai nhóm James. Ai nấy đều lo sợ vị trí của cậu bị lung lay, càng đáng sợ hơn là đứa em trai của hắn đã chết dưới tay đám nhóc. Vừa ra ngoài, anh em của đầu sỏ đã tổ chức tiệc tùng ăn mừng dưới tầng hầm, trong lúc đang phê hắn đã lệnh cho đàn em đi xử Sully. Mặc dù hơi sợ nhưng đối phương cũng không dám từ chối bởi tính mạng của cô bạn gái đang nằm trong tay tên man dợ này. Còn Sully hiện giờ đang về thăm đứa con lâu ngày không gặp, bởi thế mà tình cha con đã trở nên bền chặt hơn bao giờ hết. Đang hạnh phúc thì bỗng nam chính đá anh tỉnh dậy khỏi giấc mơ, sau đó họ liền tìm tới địa bàn của tóc vàng để bắt bà già khai mọi chuyện. Thấy đối phương không dễ bị lừa nên bà liền ngoan ngoãn nghe lời, bên này James không biết nguy hiểm mà vẫn đang chơi đùa cùng em trai. Lúc này băng A đã lần theo thông tin bà già cung cấp hùng hổ tới nhà tóc vàng, biết đối phương không phải dạng vừa nên cô cũng không dám giấu gì. Sau cùng cũng khai ra mình chính là nguồn cung mai thúy cho đám nhóc đó, rồi chấp nhận tương kế tự kế với đối phương để dàn dựng kế tóm gọn James. Bên này James cũng đang bị đàn em của đầu sỏ tới gây khó dễ, đứng trước tiền bối cậu không dám lớn giọng như mọi khi. Sau đó liền ngoan ngãn chịu trói tới trước mặt địa bàn bọn chúng, vừa tới nơi đầu sỏ liền hỏi đối phương đang cầm đầu băng Z đúng không? Và tại sao cậu em trai của hắn lại không làm điều đó? Nghe tới đây James cũng đành bịa ra cậu ta đã bị băng A trừ khử. Để bù đắp tinh thần, James bèn đồng ý sẽ đưa hết tiền cho đầu sỏ, có thế hắn mới trở nên vui vẻ trở lại mà tha cho đối phương. Bên này trước khi giải quyết mâu thuẫn với băng Z, nam chính cần xử lý cái gai trong mắt là ông trùm châu Phi. Vì đứa em trai làm tin đã mất nên anh không còn lo sợ gì cả, không ngần ngại cả đám kéo nhau qua châu Phi. Dự định cho đàn em giả gái vào quyến rũ ông trùm rồi đầu độc, ai ngờ lão là chúa tể hám gái nên mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Kể cả nhóm lính canh bên ngoài khi kịp phát giác cũng đã muộn, sau đó nam chính còn không quên xử lý đầu xoăn. Bởi đứa em trai vô tội của mình đã chết dưới tay hắn, song việc có vẻ như nam chính rất thoải mái, lý do anh dám trừ khử nguồn hàng của mình. Là bởi tóc vàng đã đồng ý phản bội James để cung cấp hàng cho băng A, tuy nhiên lúc này đàn em của mặt thẹo đang thuyết phục đàn em thân cận của Sully phản bội. Nếu trừ khử được sếp của mình thì cậu sẽ được nắm quyền băng A, sợ cho an nguy của con gái nên cậu cũng đành chấp nhận. Ở một bên khác, Giác vừa phát hiện ra chị mình từng cặp kè với em trai mặt thẹo, cũng vì thế mà hành tung của Sully mới thường xuyên bị lộ. Điều đó vô tình dẫn anh tới nguy hiểm mất mạng từ lần này tới lần khác, đặc biệt là lần bị đối thủ tập kích bắn ở mộ em trai anh. Nghe xong thì Giác tức giận lao vào oánh túi bụi chị mình, rồi nhanh chóng đuổi chị ra khỏi nhà, nếu không Sully sẽ đích thân tìm tới xử lý. Trở lại băng, Giác không dám báo Sully mà tìm tới nam chính than thở. Đúng như dự đoán, nam chính không hề muốn làm hại người nhà của cô, tuy nhiên anh vẫn ép chị gái cô mau chóng rời khỏi đây. Nếu không thì kể cả mình cũng không đảm bảo an toàn cho đối phương được, nhưng anh có chết cũng không ngờ được cô ta lại trốn ở nhà bạn gái mình. Trước sự trách móc của nóc nhà, anh không dám làm gì cả, chỉ đành để cho đối phương lánh nạn một thời gian, thậm chí anh còn đưa cho Giác ít tiền lo cho chị gái.
sau đó để cô rời đi nơi khác an toàn hơn bởi nơi này sắp diễn ra cuộc chiến đẫm huyết. Song việc nam chính liền tới gặp Sully dàn trận phục kích băng Z, mà hoàn toàn không biết đàn em của mình đã bị mua chuộc, thế là kẻ đi săn lại bất ngờ trở thành con mồi bị săn. Hậu quả khiến cho một đàn em thân cận khác bị chết, may thay hai anh bạn đã trốn thoát được ra ngoài. Nhưng điều này cũng kéo tới kế hoạch hoàn toàn bị lộ tẩy, tóc vàng cũng đã bị băng Z bắt gặp trên lầu, nên chúng biết được cô chính là kẻ phản bội. Bên này sau khi thoát chết trong gang tấc, Sully đã xin vào ở ké nhà vợ cũ để lánh nạn. Tại đây anh phải nén đau gặp những mảnh đạn gam trong người ra, song việc hai ông bạn biết được chắc chắn có gián điệp trong băng, sau khi loại trừ ra thì chỉ còn hai người biết được kế hoạch. Nhưng một trong số đó là Jack đã được nam chính đưa tiền rời khỏi đây, vậy là chỉ còn lại đứa duy nhất biết việc này. Mặc dù không muốn tin nhưng họ cũng chỉ đành thử lòng lần cuối, quả nhiên sau khi thăm dò trên xe ô tô, đối phương đã có biểu hiện lạ thường. Vậy là ngay trong đêm mặc cho lời thỉnh cầu của người vợ, Sully vẫn thẳng tay tiễn đàn em trung thành nhất lên đường, mặc dù không muốn nhưng đây là luật không ai được tái phạm. Làm vậy cũng là để răn đe cho các thành viên khác, Jack đứng một bên không chịu được nỗi đau này liền rời đi lập tức. Bên này Mặt Thẹo đang tìm tới bác sĩ trong vùng để chữa mắt của mình, nhưng thuốc của ông ta cứ giỏm giỏm khiến hắn lại càng khó nhìn hơn. Hắn không thể ngờ được bác sĩ là người của cảnh sát, nên Mặt Thẹo đã nhanh chóng bị phát hiện khi đang lái xe trên đường, đến phút chót hắn còn định phản kháng. Nhưng vì mắt quá đau nên không thể làm gì, cảnh sát cũng không nhiều lời nên tiễn luôn đối phương về với đất mẹ. Cùng lúc này James đang tìm cách thoát khỏi sự khống chế của cấp trên, ai ngờ không cẩn thận nên cậu đã bị oánh cho túi bụi, mặc dù có sự hậu thuẫn của tóc vàng nhưng cũng không đáng kể. Chỉ cho tới khi thông tin Mặt Thẹo bị chớt cuộc ẩu đả này mới dừng lại, sau vụ này James lại vươn lên làm người đứng đầu của băng Z. Với tài quản lý của mình nên ai cũng nghe lệnh của cậu, tuy nhiên cậu không hề biết em họ đã bị băng đối phương mua chuộc, chỉ thấy họ cho cậu nhóc đeo chiếc ba lô chứa đầy hàng nóng, rồi đem tới nhà của James ngay trong đêm, bởi không ở nhà nên cậu hai là người bị cảnh sát tình nghi đầu tiên. Sau khi biết được chuyện này, James đã trốn ra công viên khóc lủi thủi, bởi vì mình mà em trai bị liên lụy và tệ hơn là con đường học hành của nó sẽ bị tan vỡ. Thấy người anh em buồn bã nên Mập đã tới an ủi, dưới sự động viên của bạn thân cậu đã vào thăm em trai mình trong tù, không lạ gì khi đối phương cực kỳ trách móc anh trai mình. Cả con đường học vấn lẫn tình duyên đều bị James tước đoạt hết, nghe hết điều đó cậu chỉ biết ôm chầm lấy em trai mà khóc. Sau đó chấp nhận sẽ nhận hết tội cho em trai được tiếp tục cuộc sống, đúng theo kế hoạch nam chính tới tù thăm James, rồi đề nghị một ưu đãi đặc biệt. Đó là đưa cậu ra ngoài với tấm băng bị đứa em họ chơi xấu, nhưng điều kiện là đối phương phải làm việc dưới trướng của mình. Bởi bản án chờ đợi là 30 năm tù, nên cậu không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận. Tưởng chừng mọi việc đã quay lại quỹ đạo vốn có trước đây, ai ngờ ở phía xa xăm bên Đức lại xảy ra biến cố. Ông chủ nguồn cung hàng chính cho nam chính đã bị đàn em tạo phản đẩy xuống biển, lúc này ở Mẽo đang diễn ra phiên xét xử tội danh của James. Kết quả không có gì lạ khi cậu được thả ra do lỗi là của em họ. Vừa ra ngoài cậu hai và Mập đã vui vẻ tới đón James, sau đó họ đưa cậu đi hưởng thụ chút không khí bên ngoài. Rồi quay lại tụ họp cùng những người anh em xương máu, kể từ thời điểm này băng Z chấm dứt sự tồn tại. Những thành viên cũ sẽ phải làm việc dưới trướng của nam chính, Jack cũng đem nhiệm vụ đầu tiên tới cho họ. Mặc dù các thành viên khác hơi bất mãn, nhưng họ vẫn rất trung thành và tôn trọng ý kiến của James, ngay cậu tại ngoại ai cũng vui nhưng chỉ có cậu ấm ở nhà là không vui. Đã 3 năm trôi qua cậu cũng đã lớn hơn nhiều, trong lòng lúc nào cũng nung nấu lòng hận anh trai do làm ăn phi pháp, thấy vậy James cũng không biết nói gì thêm để cậu ấm rời đi. Bên này nam chính vì làm ăn thành công nên đã có cho mình một căn biệt thự to chà bá, chỉ cần lắp thêm nội thất nữa là anh cùng bạn gái có thể chuyển về ở được rồi. Cùng lúc đó tóc vàng đang chiêu chiêu cùng chồng thì bỗng nhận được tin dữ, đó là Milo đã rút khỏi nguồn cung hàng bởi ông chủ đã chết. Nghe tin dữ này cô lập tức lên đường bay qua Đức để tìm hiểu nguyên nhân, ở đây Milo cũng thú nhận mình không đủ tầm ảnh hưởng như ông chủ. Đồng thời anh còn người vợ sắp sinh nên sẽ rút khỏi nghề này, tuy nhiên nếu tóc vàng muốn tiếp tục thì anh sẽ giới thiệu bên khác. Có được địa chỉ ông trùm mời cô cùng bạn mình tới bàn chuyện làm ăn. Mới đầu tưởng lão ta là một người khá vui vẻ nên cô đã ra một cái giá dữ hơn ông trùm cũ. Với lời hứa hẹn lợi nhuận thu về gấp bội, lão ta ngoài mặt tỏ vẻ vui mừng, ai ngờ lão vừa rời đi thì tay chân của lão đã lao tới tấn công. Mặc dù ông bạn đã câu giờ cho tóc vàng rời đi, nhưng cô vì quá sợ hãi nên chỉ biết núp dưới gầm bàn. Còn ông bạn thì không may mắn được như thế, lúc sắp chạy được ra biển anh đã bị chúng giết, xong việc chúng cũng rời đi bỏ lại tóc vàng thẫn thờ vì kế hoạch tan nát. Cùng lúc này một thành viên của băng A cũng đã mất tích, người mẹ ở nhà rất đau buồn chỉ biết tâm sự với bạn gái nam chính. Dưới sự nhờ vả băng A cũng bắt tay vào việc tìm kiếm cậu út, thông qua camera đường phố họ phát hiện cậu nhóc bị ai đó bắt đi. Sau khi zoom được mặt nữ hung thủ họ đã báo cho đồng bọn chia nhau ra tìm, vì người mất tích là em họ của James nên cậu cũng muốn giúp đỡ tìm kiếm. Mặc dù cậu út là người khiến James phải đi bóc lịch, nhưng suy cho cùng cậu nhóc là bị nam chính rất mũi, nên trong lòng James cũng đã buông thả từ lâu. Còn nam chính thì không có thời gian lo mấy việc vặt này, mà ngay trong ngày đã book chuyến bay thẳng qua Đức trao đổi làm ăn. Sau cái chết của bạn mình tóc vàng chỉ biết dựa vào hơi Milo, muốn nhờ đối phương giới thiệu nhà cung cấp khác, nghe xong trình bày của đối phương Milo đã giới thiệu hội ma dốc. Có được thông tin nam chính liền gạt bỏ tóc vàng qua một bên vì phải tốn một khoản tiền nếu cứ thông qua trung gian là cô. Nên lần này chính anh là người đi thương lượng trực tiếp, đến đúng địa điểm anh nhận ra quả nhiên nơi này rất lý tưởng để buôn hàng.
Vừa nhìn sơ qua đối phương đã biết Nam Chính tới để làm ăn, nên đã mời anh ngồi xuống bắt đầu trao đổi. Tuy nhiên ngồi tới tận tối mà Mani chỉ ăn uống chứ không nói gì. Thấy thế Nam Chính tức giận liền lên giọng hối thúc, mà quên mất anh đang ở trên địa bàn đối phương, và cứ thế một lúc sau anh đã bị đưa lên một chiếc xe. Chúng cưỡng chế đưa Nam Chính tới gặp ông trùm thật sự, lúc này anh đã bắt đầu biết sợ hãi mà van lời cầu xin, cảm nhận Nam Chính đang căng thẳng đối phương liền mở trói. Rồi đưa ra đề nghị rằng mình sẽ giao chức một phần hàng cho anh tiêu thụ, phần còn lại sẽ được chuyển tiếp sau khi lo được cảnh vệ quốc gia. Nghe có vẻ hợp lý nên Nam Chính đã đồng ý với điều kiện này, nhưng không may lúc mà hàng được chuyển bằng đường biển tới biên giới. Bất ngờ cảnh vệ biên giới đã đổ ập tới bắt cả bọn rời đi, cũng vì thế mà toàn bộ hàng đã bị mất trắng. Biết được tin này Nam Chính không khỏi lo lắng hỏi nguyên do. Hóa ra trong hội ma dốc có tay trong của cảnh sát nên cần thêm thời gian sàng lọc, đang căng thẳng thì Giác đã tìm tới cắt đứt cuộc trò chuyện. Lý do là họ mãi không tìm được tung tích cậu út trong băng. Nghe vậy Nam Chính liền tức giận vì có kẻ khác xâm nhập địa bàn, rồi lại tung hoành bắt người của băng đi mà không làm được gì. Nhưng rồi khi bình tĩnh lại anh đã nhờ Giác hẹn Suli gặp mình vào chiều nay, nghe vậy cô đã tìm tới chỗ ở của đối phương. Giờ đây Suli vẫn chưa thoát khỏi cú sốc nên đang ở ẩn trên thuyền, biết tin đứa bạn thân muốn gặp vì có chuyện nhờ giúp. Suli cũng dành chút thời gian đến nói chuyện, cơ mà giọng điệu của Nam Chính giờ cứ như cấp trên, nên anh đã tức giận lao vào oánh nhau ngay tại quán. Bởi một rừng không thể có hai hổ nên Suli đã bực bội rời đi, may thay khi quay về anh luôn được cô em hàng xóm bầu bạn. Nhưng lần này cô bé lại đem tới một tin sốc, đó là cô đang bị băng buôn hàng B ở nơi khác nhắm tới, lý do là cô đã lấy hàng của chúng và giao cho người yêu bán. Nhưng cậu ta lại lật mặt ôm hàng bỏ chạy để lại cô hứng đạn, vì thế hôm nay con bé tới để nhờ Suli lấy danh tiếng nói đỡ giúp mình. Dưới sự van xin đó anh không còn cách khác ngoài việc ra mặt, chờ đêm đến Suli đã tìm tới thẳng nhà của tên bạn trai, rồi tặng cho đối phương liên hoàn cước khiến răng môi lẫn lộn. Bị dồn tới bước này hắn chỉ đành khai ra nơi giấu hàng, thấy mình hơi quá tay nên anh đã ném cho hắn ít tiền viện phí rồi rời đi. Bên này Tóc Bện đã bị cảnh sát để mắt tới vì thường xuyên qua lại với Nam Chính, mục đích chỉ có một, đó là thuyết phục anh phản bội Nam Chính. Tuy nhiên anh rất cứng miệng chờ luật sư của mình tới, nhưng khi luật sư đến cũng đành chịu thua trước những bằng chứng buộc tội của cảnh sát. Thấy tình thế khó khăn ông đã xin hoãn thời gian thẩm vấn để bổ sung lập luận, thấy thế Tóc Bện cũng chỉ đành biết chờ đợi trong lo lắng. Lúc này Nam Chính vẫn chưa biết mọi chuyện xảy ra nên vẫn đang thong thả bàn chuyện rửa tiền với đối tác, mặc dù có hơi khó khăn một chút. Nhưng đây là cách duy nhất giúp anh không phải nộp khoản thuế khổng lồ, đồng thời James cũng được anh cử qua Đức làm việc với Moni, mục đích để bàn về những chuyến buôn hàng mới. Mặc dù còn khá trẻ nhưng qua một lúc trò chuyện, cậu đã nhận ra ngay ai Moni mới là ông trùm thực sự. Con tên mập kia chỉ là tùy tùng thân cận của lão mà thôi, nghe vậy họ khá khen cho chàng trai này thông minh hơn Nam Chính. Cũng vì thế mà rất nhanh hai bên đã thỏa thuận được thời gian chuyển hàng, trong lúc chờ đợi James đã cùng đám nhóc giao lưu chút văn hóa. Sau khi mua ủng hộ kẹo, James đã được mời vào đội đá bóng thiếu nhi, đã rất lâu cậu chưa được hưởng thụ cảm giác bình yên này nên rất nhanh đã đồng ý vào thể hiện chút bản lĩnh. Vui chơi chán chê xong James đã quay lại với cuộc vận chuyển, lần này chỉ có Ma Dốc và đàn em thân cận biết thông tin này, ai ngờ khi giao hàng tới lại bị cảnh sát úp sọt thêm một lần nữa. Lần này quá rõ để biết ai là kẻ phản bội rồi, thế là Ma Dốc không ngần ngại tiễn luôn vệ sĩ về với đất mẹ. Cùng lúc này Suli đang theo chỉ dẫn của hàng xóm tìm tới băng B bàn chuyện, nếu đối phương đồng ý tha lỗi cho cô bé thì anh sẽ trả hàng. Nhưng khi nghe xong ai nấy đều cười phá lên, rồi lớn giọng cho rằng luật đặt ra để răn đe kẻ vi phạm, thấy nói chuyện không thể giải quyết được vấn đề. Suli đã mạnh tay táng cho một tên răng môi lẫn lộn, sau đó đưa súng ra đe dọa khiến không tên nào dám lại gần, khi nào hồi tâm chuyển ý thì hãy liên hệ mình để lấy hàng. Tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp ai ngờ trong đêm chúng đã quay lại tìm Suli tính sổ, hóa ra con bé hàng xóm đã tiết lộ vị trí của Suli để thoát tội. Tuy nhiên băng B vẫn không hề tha cho cô như đã hứa, vì trên thuyền không có hàng nên Suli cứ thế bị đem về căn cứ tra tấn. Rồi cả đám cứ thế live stream điên cuồng hội đồng vào anh, khi đoạn băng được đăng lên mạng xã hội Giác đã thông báo cho Nam Chính. Mặc dù Suli đã rời bỏ băng nhưng dù gì anh cũng là bạn tốt, thế là anh liền triệu tập một số tay to trong băng lên đường giải cứu anh em. Khi tới con thuyền để truy tìm manh mối họ chỉ phát hiện mớ hỗn độn, may mà họ cũng đã bắt được cô bé hàng xóm. Cũng từ đây mà Nam Chính đã có thông tin liên lạc của băng B, ngay lập tức anh gọi tới đàm phán về việc thả Suli, tuy nhiên chúng không phải dạng vừa. Chỉ khi thấy hàng thì Suli mới được bảo toàn tính mạng, điều khó là bây giờ băng A cũng đang kẹt hàng ở Đức nên chưa có khoản khác để trục Suli về. Hàng xóm nghe vậy muốn trục lỗi nên đã tiết lộ căn cứ băng B, thế là ngay trong đêm băng A đã chuẩn bị đầy đủ hàng nóng. Trong thoáng chốc họ đã dùng ô tô kéo bay cánh cửa, rồi dễ dàng trừ khử mấy tên bảo vệ canh giữ ở ngoài. Sau đó cả băng hùng hổ lao vào bất ngờ đánh úp khiến chúng không kịp trở tay. Tất cả đều bị diệt sạch không trừ một tên nào. Trong cuộc chiến Nam Chính không may bị đầu sỏ bên kia đánh lén. May thay Giác đã kịp thời xuất hiện cứu nguy cho anh. Đây chính là hậu quả của việc dám động vào thành viên băng A. Khi đưa được Suli ra ngoài đàn em cũng thiêu rụi toàn bộ nơi này. Như vậy thì cảnh sát sẽ không thể tìm được bất kỳ dấu vân tay nào. Bên này sau khi xong việc James đã liên lạc cho Tóc Vàng lên kế hoạch phản bội. Nghe vậy cô liền đồng ý hẹn lịch gặp với Mi lo cho cậu, trước khi rời đi cậu còn không quên cho lũ trẻ chiếc Rolex hàng hiệu.
để chúng có tiền mua vé xe về gia đình. Rời khỏi hội ma dốc, Milo liền dẫn James tới gặp tay cảnh sát quốc gia. Nếu làm thân được với hắn thì việc vận chuyển sẽ được thực hiện dễ hơn. Đây là điều mà băng đảng nào cũng muốn. Tuy nhiên tay cảnh sát lại ra một mức thù lao cao ngất ngưởng. Nghe vậy, James có vẻ hơi khó chịu nhưng vẫn đồng ý. Nếu giúp mình có địa vị cao trong giới buôn hàng, cậu sẽ chấp nhận mức giá trên trời mà đối phương đề xuất. Vừa trở về, Sully liền tới gặp James và đe dọa đưa mình tới gặp gã cảnh sát ra giá trên trời kia. Trước áp lực này, cậu đành đồng ý mà không thông qua nam chính. Đối phương cứ nghĩ băng A đem tiền tới xin bảo kê nên cũng không mấy đề phòng, chỉ đem vọn vẹn hai đàn em đi theo để bảo vệ mình. Mặc dù đã có kiểm tra kỹ càng nhưng chúng không thể ngờ được, hàng nóng lại được thiết kế đặc biệt dưới vali tiền. Đợi chúng lơ là cảnh giác một chút là anh liền thẳng tay rút hàng. Chỉ trong vài phát kẹo đồng, cả đám bao gồm cả tay cảnh sát đã trầu trời. Mất đi lão thì từ nay họ bớt phải lo về việc vận chuyển hơn. Có thể tìm kiếm những tay cảnh sát khác với mức phí rẻ hơn để mua chuộc. Hành động này vô tình phá vỡ kế hoạch phản bội của James. Nhưng cũng đỡ hơn là cậu phải bỏ mảng tại nơi này. Cuộc chiến cũ qua chưa kịp nguội thì cuộc chiến mới lại sắp được khơi mào. Trong lần đi quẩy ba, Jack đã phát hiện hung thủ bắt cậu út trong băng đi. Khi lôi được đối phương ra ngoài thì nụ cười trên môi cũng biến mất. Trên video tưởng hùng hồ lắm, ai ngờ chỉ là Hello Kitty, mới dọa có một tí đã khai ra đích danh kẻ chủ mưu đằng sau, biết địa chỉ Mập cùng đồng bọn đã được cử đi theo dõi gã ta. Nhưng thay vì báo cho nam chính hành tung của đối phương, thì Mập lại tự theo dõi vì sợ mất dấu kẻ thù, nhưng lạ thay hai người lại quen nhau. Hóa ra Mập mới là kẻ chủ mưu muốn trừ khử cậu út, bây giờ nhóm của nam chính cũng đã tới nơi, ai nấy đều đem hàng nóng theo để báo thù cho đàn em của mình. Sợ mình bị phát hiện nên Mập đành phải kết liễu đối phương, một phát không chớt cậu liền cầm gậy liên tục tiễn hắn về trời. Khi nam chính tới thì Mập đã biện hộ là mình bị đánh lén nên phải ra tay ngay. Tuy nhiên nam chính không phải kẻ ngốc. Anh đã bắt đầu nghi ngờ tên Mập là kẻ chủ mưu, cơ mà không kịp nghĩ nhiều thì bệnh viện báo tin mẹ anh sắp qua đời. Bình thường lo buôn hàng không để ý đến bà, giờ bà đã sắp ra đi anh chỉ biết cầm tay khóc lóc, hối hận vì đã không dành nhiều thời gian cho mẹ hơn. Bây giờ anh chính thức không còn một người thân nào trên đời nữa. Bên này chị gái của Jack bỗng quay trở về cầu cứu em gái. Thời gian qua cô bị gia đình chồng đối xử tệ nên giờ chỉ đành trốn đi lánh nạn tại nhà của Jack. Mặc dù người chồng đã liên lạc tới cho Jack hỏi tung tích, nhưng cô vẫn hồn nhiên đáp trả là không thấy chị gái ở đâu. Nghe vậy hắn liền cúp máy rồi nói ra nghi ngờ của mình với đồng bọn. Ngoài nhà của chúng thì chỉ có nhà Jack là nơi cô vợ có thể đến, nên chúng đã chuẩn bị hàng nóng để tới băng A đòi người. Vì đang mang thai của Curti nên hắn bằng mọi giá phải đòi lại được người. Quả nhiên ngay trong ngày chúng đã kéo tới nhà Jack tìm. Bằng vài thủ thuật cơ bản cả đám đã lẻn vào được bên trong nhà. Tuy nhiên Jack thông minh đã đưa chị mình qua nhà bạn trốn, nên tại đây chúng chẳng thể tìm ra được manh mối nào cả. Không tìm được ở nhà, chúng lại kéo tới nơi làm việc cũ của cô vợ để tìm kiếm. Nhìn mặt đối phương có vẻ đáng sợ nên nhân viên đã không tiết lộ điều gì. Tin tức này rất nhanh đã lọt đến tai thành viên băng A, nhận thấy nguy hiểm nằm ngoài kiểm soát của mình, Jack bèn trực tiếp nhờ nam chính tới giúp đỡ. Hay tin anh liền tới đánh phủ đầu đối phương rằng cô vợ đang được đặt tới sự bảo kê của băng A. Nếu đối phương muốn cướp người thì hãy khai mở một cuộc chiến, còn nếu không thì đừng mơ tưởng về việc lấy được người đi. Thấy đàm phán không được, Curti chỉ đành tạm thời cuốn gói. Tuy nhiên hành tung của băng A cũng đã bị đám Curti theo dõi sát sao, đợi đến khi mò ra nơi buôn hàng của họ. Chúng đã đem hàng tới nơi đe dọa rồi lấy toàn bộ tiền đi, sau đó để lại lời nhắn cảnh cáo tới nam chính rồi rời đi. Đàn em biết tin liền báo ngay cho Jack. Trùng hợp Sully cũng ở đó nên cô đã không giấu được sự việc nữa. Chị gái mình là người từng khiến Sully suýt chết mấy lần. Nên giờ anh đang chỉ muốn băm đối phương ra thành ngàn mảnh, nhưng dưới sự năn nỉ của Jack anh đã thay đổi suy nghĩ, để cho cô ta tới lánh nạn tại nhà mình trong vài ngày, rồi bản thân sẽ cùng nam chính lên kế hoạch đáp trả đám ngoại ô kia. Sáng hôm sau, vì chưa nhận được hồi âm từ nam chính, đám Curti lại đem hàng nóng tới xả tan hoang cửa hàng của vợ anh. Biết được tin này, hai anh em không chần chừ gặp nhau lên đối sách. Nhưng trước mắt phải thuê một người có tiền án giả vào tù, mục đích xử lý tóc bệnh nhằm bịt miệng không cho hắn khai ra bằng chứng nào. Ngay sau đó hai người cũng gọi James tới để xác nhận chuyện của cậu út. Tới nơi, James cũng thừa nhận Mập là người ra tay, nhưng mọi thứ đều không liên quan tới mình. Nhưng để chứng minh bản thân trong sạch thì James phải tự ra tay kết liễu Mập. Điều này rất khó khăn vì đó là anh em đồng cam cộng khổ từ nhỏ tới lớn của cậu. Quả nhiên James đã thông báo chuyện này cho Mập và cùng tìm cách chạy trốn. May mắn Mập có người anh trai ở Tây Ban Nha có thể giúp họ lưu trú, nên James đã để thời gian cho ông bạn trao đổi với người thân, sau đó tới bàn chuyện di chuyển đi xa với hai đứa em, bắt buộc cả nhà phải cùng nhau chạy trốn nếu không tất cả sẽ chết. Tuy nhiên cậu hai lại không hề muốn vì sự nghiệp học hành đang dang dở, còn cậu út thì cứ thế bỏ đi bởi thất vọng. Thấy không thể thuyết phục được hai đứa em, James chỉ còn cách cuối là xử lý ông bạn thân của mình, suy cho cùng thì gia đình vẫn quan trọng hơn bạn bè một bậc. Khi quay trở về, cậu rất buồn tủi ngồi một mình trong phòng, biết được James là một người trung thành đến như vậy. Nam chính định để cậu kế thừa sự nghiệp của mình để về hưu. Sau khi ổn thỏa, sáng hôm sau băng A tiếp tục dàn trận trừ khử đám ngoại ô. Lấy Jack làm mồi nhử, còn cả đám núp trên xe ở xa chuẩn bị tiếp ứng. Bên nào cũng chuẩn bị đầy đủ hàng nóng để giao tranh. Ít phút sau, Curti đã tới điểm hẹn như thỏa thuận. Nhưng chúng muốn thấy cô vợ trước rồi mới giao dịch, mà cô ta hiện tại lại đang ở nhà Sully lánh nạn.
Trong lúc định xuống xe thì cô vợ tự mình gọi tới Curti, rồi gửi địa chỉ cho chồng tới đón mình về để tránh thương tổn, vì cô không muốn đứa trẻ chưa ra đời đã mất cha. Nghe những lời ngọt ngào như vậy, Curti lập tức tìm tới ôm chầm lấy vợ. Anh chấp nhận tha lỗi cho đối phương và nói ra lời yêu thương ngọt ngào. Ai mà ngờ được sau khi quay lưng liền bị cô vợ tặng cho một phát chí mạng. Mặc dù cái thai khiến cô gặp khó khăn nhưng cuối cùng hắn cũng chết. Xong việc, cô đã khóc lóc vì lần đầu giết người, chưa kể người đó lại chính là chồng của mình, mục đích làm vậy cũng là để lập công chuộc tội. Bình yên sống quãng đời còn lại dưới sự bảo kê của băng A, đồng bọn đợi lâu không thấy Curtin liên lạc thì liền gọi cho Sully. Nhưng nhận lại chỉ là cái kết mà mình không muốn nghe nhất, Curtin đã chết và nếu hai người không cuốn gói ngay về nhà thì băng A sẽ tìm tới tận nơi xử gọn. Rắn mất đầu thì chúng không thể làm được gì nữa nên đành chấp nhận, tưởng chừng mọi việc đã quay trở về quỹ đạo của nó. Ai ngờ ngay trong đêm, Sully đã trừ khử Jem trước ánh nhìn của bọn trẻ. Mọi việc xảy ra quá bất ngờ khiến hai cậu em trai không kịp xoay sở, chỉ biết hốt hoảng ôm chầm lấy anh trai mà khóc lóc. Xử Jem xong, Sully lập tức liên lạc cho nam chính, thấy sự việc có vẻ quan trọng nên anh đã vào nhà vệ sinh nghe máy. Ai ngờ vừa quay ra, Sully đã xuất hiện với khuôn mặt dữ tợn phía sau. Hóa ra Sully muốn làm anh đại sau khi nam chính về hưu, chứ không muốn làm cấp dưới của Jem. Đứng trước sự điên cuồng này, nam chính đành nhẹ dạ lùi bước để đối phương nắm quyền băng A thời gian tới. Anh cũng muốn xem thử nếu không có mình thì Sully có làm được trò trống gì không. Vừa lên chức, Sully liền trở nên vui vẻ tới đưa con gái đi học, nhưng ở đó anh đã gặp phải ánh mắt căm hận của cậu út nhà Jem. Sau cái chết của anh trai, cậu thường xuyên bỏ học, ngày qua ngày nhìn vào kỷ vật của anh trai khóc lóc. Cùng lúc này, Sully đang cùng Jack đi lấy hàng về bán. Ai ngờ lúc đến, đối phương lại chỉ để lại con xe tải, mở ra mới hoảng hồn khi thấy đầu của hội ma dốc nằm trong đấy. Vậy là nguồn cung cấp hàng độc quyền vừa biến mất, Sully liền tức giận gọi điện theo số để lại trên xe tải chửi rủa. Đầu dây bên kia có vẻ là một ông già quyền lực, lão muốn là nguồn cung hàng mới cho băng A, nhưng đổi lại mức giá sẽ cao hơn nhiều so với hội ma dốc. Nghe vậy, Sully liền bực bội dập máy đi, sau đó anh tìm tới ông bạn thân lâu năm không gặp hỏi chuyện, trùng hợp đối phương là cấp dưới của lão già lúc nãy. Nên rất nhanh Sully đã nắm được tình hình và xin lịch gặp đối phương, tuy nhiên ông ta ở rất xa nên chỉ có thể gặp được đứa cháu Johnny. Thà có còn hơn không, nên anh đã đồng ý hẹn để đàm phán giá cả. Sáng hôm sau, Sully cùng anh em của mình tới điểm hẹn, ai nấy đều chuẩn bị kỹ con hàng phòng thân. Tuy nhiên chưa đi được mấy bước thì đàn em đều bị xử hết, ông bạn thân cũng quay mặt phản bội anh. Nắm được tình hình, Johnny đã lao vào cùng đàn em của mình. Hắn không thỏa thuận gì cả mà đi tới mức giá cao ngất trời ngay, bị dồn đến đường cùng, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài đồng ý. Cùng lúc này, cảnh sát đang tới bắt một anh da đen, mặc cho mẹ già đang ung thư không có ai chăm sóc, mục đích thực sự là đuổi hết người dân trong khu này ra ngoài, nhằm tái đầu tư xây dựng khu du lịch mới. Biết vậy, người dân đều chung tay ra chặn đường ngăn chặn hành vi đó, thậm chí cả Jack cũng lao lên ngồi chắn trước xe cảnh sát. Thấy không thể kiểm soát được tình hình nên cảnh sát chỉ đành thả anh da đen ra, bấy giờ dân chúng mới vui vẻ mở đường cho họ ra về. Nhân lúc Jack đang ở khu chung cư cũ, bà chị ở nhà đã lén mua hàng về dùng thử. Tuy nhiên Jack hành nghề lâu năm nên rất nhanh đã phát hiện ra bất thường. Đứa cháu thì vẫn đang thức nhưng bà chỉ đã lăn đùng ra ngủ, dưới gối còn có một mẩu thuốc do chính băng A sản xuất. Thế là sáng hôm sau, Jack bèn tới xin Sully nghỉ phép để về lo cho chị. Có lẽ cô ấy đã mắc chứng tự kỷ sau sinh nên cần người bầu bạn. Mặc dù băng đang cần người làm việc nhưng gia đình là quan trọng hơn, nên anh đành ngậm ngùi cho phép Jack tạm nghỉ một thời gian, có thêm thời gian cô đã đưa chị mình đi tập yoga hàng ngày. Tiếp đó lại chiều chị ăn những món ngon nhất tại nhà hàng, nhưng sau khi đối mặt với tép thuốc đã dùng tối qua, bà chị vẫn cứng đầu bảo dùng ít thì không sao. Tưởng rằng Jack sẽ tức giận trách móc nhưng không, cô nhẹ nhàng bảo sẽ đưa cả nhà đi chơi trong thời gian tới để giúp chị và cháu được vui vẻ hơn. Nói là làm ngay trong ngày, Jack đã dẫn cả nhà đi mua sắm đồ chơi trẻ con, tiếp đến là đưa chị tới thăm bạn bè lâu ngày không gặp để buôn dưa lê. Tại đây Jack cũng cho chị gái làm điều cô thích nhất là làm nail, mặc dù đã vui đùa cả ngày nhưng đêm về cô chị vẫn dùng mai thúy và hậu quả không may là đã bị sốc mà nằm bất tỉnh. Thấy thế Jack liền hốt hoảng lao tới ôm chặt đối phương mà khóc lớn. Cùng lúc này nam chính đang cùng vợ tới mua lại chuỗi làm móng, sống lâu với chồng nên cô vợ cũng bị lây một chút tính nóng này. Dưới sự trả giá gay gắt của cô thì đối phương không còn cách nào phải đồng ý, đổi lại nam chính sẽ cung cấp đủ tiền mặt trong 7 ngày. Tuy nhiên bà già kế toán của anh đột nhiên biến mất chỉ sau một đêm, đến điện thoại cũng mất liên lạc hoàn toàn, số tiền tích góp khổng lồ của anh cũng theo đó bay màu. Trong tức giận, anh đã tìm tới con trai bà ta hỏi chuyện, nhưng đối phương cũng không biết bà đã đi đâu. Nghe tới đây, nam chính liền kéo ghế lại trừng mắt đe dọa. Trong vòng 3 ngày nếu không đưa bà ta về đây thì sẽ chết chắc. Ra ngoài, anh liền nhắn tin xin gặp Sully xin ứng trước tiền. Tuy nhiên, anh ta đang phải dẫn Johnny đi xem căn cứ làm thuốc. Đây là yêu cầu tối thiểu để hắn tin tưởng giao hàng cho băng A phân phối. Sau đó, Johnny tiếp tục dẫn Sully tới xử lý ông bạn phản bội hôm trước. Nhìn thấy bạn mình, anh vẫn không dám tàn nhẫn ra tay, nhưng hắn ta thì lại như tên điên lao vào tung quyền tới tấp. Bên này vì không liên lạc được nên nam chính tự tìm tới luật sư nhờ tìm người. Đây không phải chuyên môn của ông nhưng ông lại có bạn là thám tử, nhưng cái giá phải trả là một đạt villa. Hiện không có nhiều tiền như vậy nên anh đành tạm thời rời đi, chờ mãi tới đêm để gặp Sully thì tình hình cũng không khá hơn là mấy. Băng A đang gặp chút rắc rối với Johnny, nên tạm thời chưa có tiền cho anh ứng trước lo việc. Thấy thế nam chính bèn nảy ra ý định giết Johnny cùng với Sully.
Không chần chừ, hai người tìm tới điều dưỡng của ông nội hắn đe dọa. Tại đây, mọi ngóc ngách trong viện dưỡng lão họ đều nắm trong lòng bàn tay. Cùng với đó là lịch trình thăm người nhà đều đặn của Johnny. Ngay trong chiều, họ lập tức bịt mặt đem hàng tới phục kích, chỉ chờ cha con Johnny tới họ lập tức hành động. Dưới sự hỗ trợ của điều dưỡng, họ đã lẻn được vào phòng riêng rồi chuẩn bị hàng lao ra tấn công bất ngờ. Cha hắn không kịp phòng bị nên đã dính đạn ra đi. Kể cả Johnny cũng không thoát được cái kết trầu ông bà. Xử lý xong, hai người lập tức xuống hầm trộm hàng rồi rời khỏi nơi này trước khi cảnh sát tới. Xong việc, nam chính bèn quay lại hỏi chuyện tìm kiếm bà kế toán. Thế nhưng lão tóc vàng vẫn không tìm được mẹ mình, thậm chí tiền mà anh gửi chỗ lão cũng bị bà ta lấy hết. Trong cơn tức giận, nam chính không kiềm được mà giết chết đối phương. Nhìn ông ta nằm im bất động, anh mới nhận ra mình để lại quá nhiều dấu vết. Không chần chừ, anh vội dùng cồn xóa hết vân tay tại hiện trường rồi bỏ đi. Lúc này Sully cũng đang tâm sự với Jack khi nghe tin chị gái bị sốc thuốc. Nhìn vẻ mặt buồn bã của cô nên anh bèn tiết lộ tên người bán thuốc. Có được cái tên, Jack lập tức xông vào nhà đối phương, mặc cho phụ huynh đang ở nhà mà lao lên tung cước liên tục. Tuy nhiên vì cậu ta quá nhỏ nên cô vẫn mềm lòng tha chết. Bên này vợ tóc vàng khi về đã thấy cảnh huyết tương đầy trong nhà, như biết trước được cô ta sẽ báo cảnh sát truy lùng mình. Nam chính đã hối luật sư mau tìm ra tung tích bà kế toán để có tiền trốn ra nước ngoài trước khi phải bóc lịch. Chuyện xui chưa hết, chuyện khác lại tới. Vì không có đủ tiền mặt trong 7 ngày nên chủ tiệm đã đuổi vợ anh đi. Ước mơ bị phá vỡ khiến cô tức tối muốn bỏ nhà ra đi. Nghe vậy, nam chính liền tức giận hỏi tại sao lúc trước hứa sẽ mãi bên nhau mà giờ chỉ xa cơ một chút cô đã bỏ mình mà đi. Tới đây vợ cũng nói thẳng là không muốn có người chồng buôn mai thúy. Nói vậy thì nam chính cũng xịt keo không biết nói gì thêm. Bên này sau chuyện của chị gái, Jack đã không còn muốn theo nghề cũ nữa nên cô đã nảy ra ý định táo bạo là trộm đi đống hàng của băng. Thậm chí còn đánh ngất người đồng đội từng vào sinh ra tu với mình. Khi tỉnh dậy, cô ta lập tức báo tin dữ này cho Sully. Biết được miếng cơm của mình bốc hơi, anh hốt hoảng lao về căn cứ kiểm tra. Nhưng Jack cũng không phải loại người chờ chết. Trong đêm, cô liền gọi bạn thân mình tới đốt hàng. Sáng hôm sau, Sully triệu tập mấy tên tay to tới hỏi chuyện. Nhưng không ai biết được kẻ nào là người lấy hàng. Mặc dù có suy nghĩ tới Jack nhưng ai nấy đều phủ định. Vì Jack là thành viên lâu năm nên ai cũng tin tưởng cô. Hết cách, cả nhóm bèn đem nghi ngờ này tới cho băng loi choi. Nhưng khi tới nơi, có vẻ chúng rất sợ hãi phủ nhận mọi thứ. Với vẻ mặt như thế thì không giống lời nói dối chút nào. Mặc dù đã tẩn cho tên đầu sỏ răng môi lẫn lộn nhưng quả thực là hắn chả biết gì. Trùng hợp mà cậu út nhà James cũng ở đây, hiềm khích của cậu cũng vậy mà tăng lên tột độ. Ra ngoài, Sully bèn gọi nam chính tới để tham vấn. Quả nhiên anh vẫn là người minh mẫn, qua vài suy luận đã chỉ ra điểm đáng ngờ của Jack. Sau đó cả nhóm lập tức tiến về nhà cô để hỏi tội. May thay, trên đường cậu bạn thân đã báo cô trốn đi trước. Không chần chừ, cô liền bỏ lại đồ đạc cứ thế bỏ trốn. Cũng vì vậy mà khi tới nơi, cả đám chả thấy tung tích đối phương ở đâu cả. Biết áo đỏ là bạn thân của Jack nên Sully có chút nghi ngờ, nhưng khi kiểm tra điện thoại thì đúng là chẳng có gì đáng ngờ. Hóa ra cậu đã nhanh tay thủ tiêu hết tin nhắn trước khi bị phát hiện. Bên này Jack cũng nhanh chóng đưa bồ và con gái đi trốn ngay, mặc dù bồ có chút thất vọng nhưng vì mạng sống nên cũng không dám ở lại. Không lâu sau, luật sư cũng thông báo cho nam chính mau chóng rời khỏi Mỹ, nếu không rất nhanh cảnh sát sẽ tìm được chứng cứ và tống anh vào tù. Nhưng việc trốn ra nước ngoài cần khoản tiền đặt cọc rất lớn. Lúc này anh chưa có tiền nên luật sư đã khuyên anh trốn ở chung cư cũ, dùng sim rác và tránh xa bạn bè hết mức có thể. Trong thời gian đó thì mau chóng kiếm đủ tiền để cọc cho dân đen. Biết cảnh sát đang chuẩn bị tối nhà mình thu thập chứng cứ, nên anh bèn mặt dày tìm tới vợ nhờ cô lấy giúp đồ trong nhà. Mặc dù hai người đã ly dị nhưng tình yêu vẫn còn sâu sắc, nên cô vẫn đồng ý giúp đỡ cho chồng mình lần này. Tuy nhiên anh cứ lo lắng lảng vảng xung quanh nhà xem tình hình, nên đã vô tình lọt vào tầm ngắm của một số cảnh sát nằm vùng. Xui nữa là ở chung cư cũ cũng đang có đợt giải tỏa của cảnh sát, nên việc ra vào cũng khó khăn hơn tưởng tượng nhiều. Điều này làm nam chính có chút bối rối. Nhưng sau đó cảnh sát bỗng nhiên đâm trúng một cô bé trên đường. Thế là nhóm người biểu tình bèn cho đó là sự đàn áp, nên đã tụ tập lại ngăn cản cảnh sát tiến sâu hơn vào chung cư. Điều đó tạo cơ hội cho nam chính lẻn vào trong đó trốn. Cùng lúc này, Jack chưa biết tin nam chính đã lui về nghỉ hưu nên vẫn gọi cho anh để cầu xin đảm bảo an toàn cho bồ và con. Nếu đồng ý thì cô sẽ trả lại toàn bộ hàng cho anh. Thấy miếng cơm tự dâng trước mắt, anh liền đồng ý. Không lâu sau, dân đen đã tới lấy tiền cọc để giúp nam chính trốn ra nước ngoài. Tuy nhiên anh vẫn chưa có tiền nên đã đề nghị đưa hàng bù khoản cọc đó. Nếu quy ra tiền thì số hàng này có thể giúp đối phương sống no cả đời. Dưới sự thuyết phục hợp lý đó, dân đen đã đồng ý. Ngay lúc này cuộc biểu tình cũng đang đến hồi gay gắt. Việc này có khiến cho nam chính hơi lo lắng. May thay, cô vợ đã đem visa tới và chuẩn bị cho anh ít tiền ra nước ngoài. Mặc dù hai người còn yêu nhau nhưng kể từ giây phút này thì có lẽ sẽ chấm dứt. Vì khoảng thời gian sau này họ phải sống ở hai thế giới khác nhau. Tối đến nhờ cuộc biểu tình mà Jack đã đem đủ hàng cho nam chính. Tuy nhiên nhìn biểu hiện lạ của anh nên cô có hơi do dự. Thấy thế anh liền ra tay oánh Jack rồi lấy hàng bỏ đi. Khi cô đem tin này tới cho Sully thì anh rất tức giận dí cô vào tường rồi tra hỏi địa điểm dẫn đàn em tới đòi lại hàng. Từng anh em trong băng dần dần quay lưng lại khiến Sully rất khó chịu. Cùng lúc này nam chính cũng yêu cầu thêm chi viện tới đón mình. Hàng đã có và giờ chỉ cần ra được nước ngoài thì số hàng này sẽ là của dân đen. Tuy nhiên cần 20 phút nữa thì chi viện mới tới. Trong thời gian này nam chính phải tự xoay sở.
trốn tránh sự truy đuổi của nhóm Sully, gặp lại đồng đội cũ anh không ngần ngại ra tay xử lý. May thay lúc này chi viện cũng tới nhưng chỉ có 2 người, nên họ đều nhanh chóng bị hạ gục vì khinh địch. Thế là nam chính bèn phải co giò bỏ chạy, xui thay anh lại gặp phải đường cụt. Trong lúc vượt tường đã bị Sully bắn trúng một phát chí mạng, điều này khiến nam chính gục xuống dựa vào sau cánh cửa. Lúc này Sully với vẻ mặt thất thần hỏi tại sao đối phương làm như vậy. Bây giờ anh mới biết nam chính đã bị cảnh sát truy nã khắp cả nước. Đặc biệt hơn là nam chính không tin mình sẽ đưa tiền cho anh, nên mới nảy ra ý định lấy hàng bỏ trốn. Nghe xong Sully khó hiểu vì người bạn thân duy nhất lại không tin tưởng mình. Nhưng khi cố gượng gọi thêm thì lại không nhận được hồi âm nữa. Người bạn duy nhất đó đã ngừng thở và đi về thế giới bên kia. Nhìn thấy cảnh này lòng anh đau như cắt, chỉ biết đứng lặng thinh. Sau hàng loạt sự việc xảy ra, Sully đã suy nghĩ thấu đáo rồi bỏ nghề. Trong một buổi chiều đưa con gái đi học, anh lại bị cậu út nhà James chĩa hàng và định ra tay trả thù. Nhưng giờ cậu đã lớn và biết được việc báo thù sẽ truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, và nó sẽ không dừng lại nếu cứ ra tay giết đối phương. Nên cuối cùng cậu cũng buông tay mà quay lưng bỏ đi, rồi luật nhân quả cuối cùng cũng đến. Trên đường về, Sully đã bị đối thủ cũ bắn chết. Vậy là bộ phim đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.